Thưa quý vị, đề nghị truy tố thợ hàng gây cháy xưởng sô cô la làm 8 người chết. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị truy tố bị can Kiều Tiên Vinh, 32 tuổi, ngụ tại Hà Nội về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2017, Vinh mang máy hàng điện đến xưởng sản xuất sô cô la của ông Nguyễn Văn Được, 26 tuổi, để hàng. Quá trình hàng trên gác xếp tại xưởng dẫn đến tia lửa rơi xuống các thùng xốp phía dưới gây cháy. Lúc này trong xưởng có 18 công nhân đang làm việc, nhưng chỉ 8 người chạy được ra ngoài. 8 người tử nạn và 2 người khác bị thương. Toàn bộ nhà xưởng gần 140 m2 và máy móc nguyên vật liệu đã bị thiêu rụi. Cơ quan cảnh sát điều tra kết luận Vinh không có chứng chỉ về hàng điện và người này chưa được huấn luyện về an toàn lao động.